quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu sáng ngày 9 tháng 9, báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu Phong Châu tại km 18+300, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ được xây dựng bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Iagi gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7, làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7. Liên quan đến sự việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 156 báo cáo về sự cố sập trôi cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C do ảnh hưởng của bão số 3. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nêu, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao tức sông Hồng lên rất cao. Tại Ấm Thượng là trên 27,25m, trên báo động 3 1,25m. Do nước sông lên cao chảy xiết, vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ bị sập cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng, công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó khắc phục sự cố. Sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi động viên người bị nạn, chỉ đạo thực hiện các biện pháp trước mắt để khắc phục sự cố và các giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn giao thông. Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu. Trong đó một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, một xe máy điện. 8 người mất tích đã cứu đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Do nước lũ dâng cao chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng người và phương tiện gặp nạn, phối hợp với Quân khu 2, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, rà soát các tuyến sông phía Hạ Lưu để tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đồng thời chuẩn bị phương án tìm kiếm cứu nạn khu vực chân cầu khi điều kiện cho phép. Đảm bảo an toàn do mực nước sông Thao đang rất cao, trên báo động 3 1,44m. Đồng thời triển khai các phương án phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện đi theo các hướng cầu Ngọc Tháp, cao tốc Nội Bài, Lào Cai, cầu Đồng Quang. Lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của nhân dân. Về giải pháp khắc phục trước mắt, tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 quan tâm lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của nhân dân. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C hiện tại, đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại ngày càng tăng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước sông lên cao và chảy xiết. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ bị sập cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính. Vụ sập cầu đã làm nhiều người và phương tiện rơi xuống sông chưa được tìm thấy. Chiều ngày 9 tháng 9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã đi thăm hỏi, động viên các thân nhân của người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ngay từ khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói, tuy nhiên hiện tại nước sông đang chảy rất xiết, các lực lượng cứu nạn cứu hộ chưa thể triển khai, kiên quyết là phải đảm bảo an toàn thì mới tìm kiếm cứu nạn. Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thông qua trích xuất camera nhà dân và camera hành trình của phương tiện, tạm thời xác định được có vài ô tô và vài xe máy đi trên cầu, phải đến đêm ngày 9 tháng 9 mới tổng hợp được chính xác số lượng.
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, ngay vừa rồi, chúng tôi mới nhận được tin có một vài ô tô, xe máy khi nhìn thấy cầu sập đã lập tức quay lại. Trên các xe này có hai ông bà và hai cháu nhỏ đã được an toàn. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết thêm, hiện túc trực ở hiện trường có lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông, quân đội và các lực lượng tại cơ sở. Nhiều lực lượng cũng được bố trí ở hạ lưu, phòng trường hợp các nạn nhân bị trôi dạt về thì kịp thời cứu vớt. Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, đơn vị đã có phương án rà soát toàn bộ các cầu cống trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nói, với tốc độ dòng chảy, tình hình xả lũ như hiện nay, chúng tôi sẽ có phương án phân luồng hoặc tạm đình chỉ, cấm lưu thông. Ví dụ như cầu Trung Hà, ngay trong chiều ngày 9 tháng 9, đơn vị phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để có phương án cấm các phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho rằng nguyên nhân của vụ sập cầu sẽ được các lực lượng điều tra làm rõ, nhưng cũng không loại trừ tình huống có vật trôi theo dòng nước và đập với mố cầu gây sự cố. Cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ bị sập xuống dòng nước lũ chảy xiết. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nhiều người òa khóc đến hiện trường tìm người thân. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ bị sập. Thời điểm này, nhiều người đang tham gia giao thông. Cầu Phong Châu khánh thành từ ngày 28 tháng 7 năm 1995, được xây dựng với kết cấu dàn thép có chiều dài gần 380 m. Năm 2013, cầu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Mảng cầu Phong Châu nằm dưới dòng sông nước chảy xiết. Nhiều người dân địa phương cho biết cầu có dấu hiệu bị nghiêng trụ và rung lắc trước khi sập 10 phút. Cơ quan chức năng đang tổ chức cứu nạn và phân luồng giao thông tại hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân. Các đơn vị đang thống kê hiện trạng và sẽ có báo cáo cụ thể. Nhiều người đã đến trình báo tìm người nhà mất tích. Có người phụ nữ đã khóc ngất khi tìm kiếm người thân. Nhiều người dân cũng có mặt tại đây để chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 543, Sư đoàn Bộ binh 316 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cùng các trang thiết bị chuyên dụng tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, tính đến trưa nay 9 tháng 9, trên cả nước đã có 59 người chết, mất tích, trong đó do bão 9 người, sạt lở đất, lũ quét 44 người, do lũ cuốn 6 người. Số người thiệt mạng, mất tích đã tăng lên 35 người so với hôm qua. Cụ thể tại Cao Bằng, tính đến thời điểm này có 21 người thiệt mạng, mất tích do sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình, 1 người thiệt mạng, 20 người bị mất tích. Lào Cai có 15 người chết, mất tích do sạt lở đất, lũ quét. Quảng Ninh có 6 người thiệt mạng, Hải Phòng có 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Yên Bái 3 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Giang 1 người mất tích do lũ cuốn, Tuyên Quang có 2 người mất tích do lũ cuốn, Hà Giang có 1 người mất tích do lũ cuốn. Về sự cố sập cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ, theo thông tin của Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo tỉnh và các cơ sở ngành liên quan đang đi kiểm tra tại hiện trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp, lượng mưa tập trung lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông. Các tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Rạng sáng ngày 9 tháng 9, mưa to kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng của tỉnh Cao Bằng bị sạt lở, ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của tỉnh. Đặc biệt tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, có 2 xe, gồm 1 xe khách và 1 xe gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi. Ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, đến 12 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 2 xe bị lũ cuốn trôi cùng 2 người đã tử vong.
Tuy nhiên, chưa xác định số lượng và danh tính những người đi trên hai xe bị lũ cuốn trôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết thêm, hiện nay tất cả các ngả đường đến hiện trường vụ sạt trượt đều bị ách tắc do có nhiều điểm sạt lở nặng, tiềm ẩn nguy hiểm. Để đến hiện trường, phải đi xe máy từng chặng rồi đi bộ vượt qua điểm sạt lở, hết sức khó khăn. Cũng tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9, tại xóm Lũng Nội, xã Vũ Nông, sạt lở đất khiến cháu TCC, sinh năm 2020, bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Có 3 người khác bị thương do sạt lở đất là cháu Vừ Thị L, sinh năm 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, và 2 người chưa xác định được danh tính, cùng trú tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt nghiêm trọng, sạt lở đất đã khiến cho 20 người mất tích, chưa xác định được danh tính, trong đó có 11 người tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, 9 người tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều đã bị ách tắc, nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân phòng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng bị sạt lở, sơ tán tài sản có giá trị. Theo thông tin sơ bộ, toàn tỉnh Cao Bằng có 391 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 326 ngôi nhà bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai.